leo lên cho anh em xem. Đây anh em nhìn nhiều nhiều không? Là nhà tôi. Thóc có nhiều như này nha, không bảo sao chết đói à. Đi với tôi không bảo chết đói, không gian nhưng mà nhiều thóc lắm. Vài tấn anh ạ. Còn đâu đây là gạo này. Gạo đây. Đây phải lấy cái bao. Đây là gạo. Ok, hello. Xin chào tất cả anh em, chào anh em quay trở lại với Studio TV nhé. Anh em ạ, hôm nay hai thằng này nó ra đây làm gì? Hôm nay quay video đâu? Hôm nay cháu đói quá, vào nhà chú xem có gì ăn không. Chưa ăn cơm. Sao ăn cơm? Chưa, mày đi chơi vài muộn. Chắc đoại mày đi đánh điện tử đúng không? Không. Hay đi đâu, hay tắt gái? Đi chơi với bạn. Bạn gì? Thân. Thế còn thằng này? Thằng này á, thằng này chưa ở nhà ngủ. Ngủ mà không dậy ăn cơm. Thế giờ ra chú bây giờ chiều làm gì có gì ăn không? Bây thiết kế cái gì ăn nhỉ? À đúng, cháu có ý kiến, ăn bóng. Bóng gì? Bóng lố. Nó bóng á? Bóng lố là cái loại bóng gì? Bóng lố, cái bóng loại dài dài ấy. À loại dài dài, thế cái đấy là làm bằng nguyên liệu gì nhỉ? Nó bằng cấn gì? Gạo và đường. Gạo đường á? Bây giờ xem. Gạo thì nhà chú có, thì có thể lấy nhà chú. Đường xem không có nhé, bây giờ xem. Và chú em ăn cắp ít gạo của bà già, của mẹ chú ấy. Đi nổ xem ít bóng cho hai này đãi thằng này anh em ạ. Chứ cùng kem với nhau mà ra đây bỏ đói không thiết kế cái gì ăn hả? Về đi nổ bóng rồi. Được không? Dạ. Ok anh em ạ, bây giờ chiều theo nguyện vọng của hai thằng này, tôi sẽ đi ăn cắp gạo của mẹ tôi nổ bóng xem mà cái món bỏng ngon không nhá. Nếu anh em thấy món bỏng ngon cho tôi like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ tôi nhá. Bây giờ bắt đầu lên nấu anh em. Ok anh em lấy thấy bếp của tôi không? Nhiều thóc không? Đã bỏ rồi, tôi đã phép anh em làm gì, nhà tôi cấy vài mẫu mà anh em nhiều thóc không? Chỗ này gần chục tấn anh em ạ. Thịnh leo lên cho anh em xem à. Đấy anh em nhìn lên nhiều thóc không? Là nhà tôi. Chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh Studio TV. Thóc có nhiều như này anh em ạ, không bảo sợ chết đói à. Đi với tôi không bảo chết đói, không gian nhưng mà nhiều thóc lắm. Vài tấn anh em ạ. Còn đâu đây là gạo đây. Gạo đây. Bây giờ phải lấy cái bao. Đây là gạo cho gà anh em, đây là gạo cho gà, đây là gạo cho người. Người nhé. Bây giờ chú lấy cái bao rồi. Cầm ấy, để chú lấy cái bao. Đây là gạo. Cái bao rồi, anh em ạ. Bao xin chỗ này à. Bất xe. Ai bao à anh em. Lên. Bao biết, bất xe là. Bây giờ chúng tôi sẽ chết đâu anh em ơi. Chết đâu anh em ơi. Nhiều gạo kìa. Chồng đi. Chồng bò đi. Ui nhiều quá, thế thêm nhiều như này nhiều quá nào. À, khả năng đổ 2 bát anh em. 2 bát rồi bây giờ. Đi thôi. Lại 2 bát đủ thôi nhỉ. Mới cỡ. Đi lên đường. Cho vào. Cho vào. Anh em ơi, bây giờ chúng tôi đang đứng ở quán bóng nhé. Ái chà, mày xin quay rồi. Quay mình vỡ ống kính rồi. Cho mình vỡ ống ngọt rồi. Gì? Có mỗi chỗ gạo thôi hả? Vâng. Ây à, đây là tem nhá. Tú Đại Dương à, đang đi đá bóng này nhờ. Ây em ạ, cân, phải cân cả bi. À cái này có 7 lạng gạo hơn 7 lạng gạo thôi. Cho đổ này. Ây em ạ, đây là số gạo của tôi á, đổ á. Cân được bao nhiêu cô? 7 lạng à? 7 lạng không biết có được nhiều bóng anh ạ. Cái phỏng vấn cái gì ấy? Mang ra đây đổ đường ở đây không? 7 lạng gạo thì bao nhiêu đường cô? Ủa, chết cả đường xé thì này. 7 lạng đường bao nhiêu? 1 kg. 7 hoa 100 gram. 7 hoa, à vâng. 7 lạng đường thì 7 hoa anh ạ. Đây là 7 hoa nhá. Bây giờ sẽ đổ lớn rồi. Lớn rồi, từ từ xem để cô đảo nước cho tí nước. Đó. Đó nó nước. Đó nhá. Đó để cô ấy đừng nhá nhá. Đó vào anh ạ. Này, cầm đây. Giả đường, có cho gạo cho đỗ cho đỗ cho lạc cho cái gì ấy như thế này. Mỗi này rồi, thôi xong. Cô đổ thêm một ít nước không biết được gì khả năng được lá. Đường hóa học phải cho ngon. Nước lá để cho nó ướt đường cho nó ngấm vào gạo. Đường hóa học thì mất tiền à. Thank you.
5.000 thôi. Vậy là anh chúng tôi sẽ chén nhá. Anh em nhìn bóng không? Cho từng thằng một cảm giác phát biểu ý kiến không? Ôi, em này là mà ăn này, cả lời ngọt lắm. Bóng này vừa giòn vừa ngọt anh ạ. Rất là ngon đó, đúng không? Vừa phê vừa đã. Xong rồi. Quay quay anh em bóng này. Mất có 5.000 thôi. Còn bây giờ chúng tôi sẽ chén bóng này. Kết thúc video đây. Chào anh em ấy. Xin chào tất cả. Anh em nhé.